đây là gà nấu nóng. Đây. Quá ha. Cá chiên hả? Cá chiên. Tôm hấp. Con về nên em mới sống sót thôi chứ. Bạn mình đang thì cũng thế đang thôi cắt, cũng thế hả? Đang cắt hẹ với cắt nấm. Nó thích, nó muốn hạnh. Đây, cá chẽm chiên giòn ha. Lát là mình sẽ rưới nước là sốt cam lên. Nhà có ba con nhưng mà mình chiên hai con thôi, mình nhiều quá mình không có chiên hết ha. Đây là gia đình mình ha, hôm nay tụ họp để ăn bữa cơm cũng còn thiếu hai gia đình nữa, có nhà có bạn của mình nữa, có bạn thân của mình nữa ha. Đây là mẹ của mình, bên kia là mẹ cha của mình. Bún đủ ăn không? Bún còn nè. Ăn ăn đồ ăn quan trọng, ăn đồ ăn, ăn cần gì ăn nhiều bún. Có quẹ. Tôi ăn bún rồi nha. Có trước rồi ăn tí nữa. Quan trọng là mình ăn đồ ăn, không có gì ăn này. Hãy thôi, hãy thôi, cũng được. Ở trong kia mình còn nấm kìa. Ai ăn đồ ăn. Lấy.